Chào các bạn đến với kênh Đạo Tin Lành, để lắng nghe sứ điệp của Chúa, qua các bài giảng của các mục sư, các bài thánh ca, các bài làm chứng nói về Chúa yêu nhân loại. Từ các giáo thiếu nhi, cho đến người lớn, cho đến các mục sư, tất cả đều cần có lời hướng đi. Amen. Amen. Không có lời hướng đi, chúng ta không có hướng đi. Amen. Và Chúa là ngọn đèn, nâng chân tôi là ánh sáng cho đường đời. Amen. Cảm ơn Chúa. Quyền Thánh Linh nhận dắt chúng con, quyền Thánh Linh của Chúa ban lời Ngài cho chúng con. Lời Ngài là thần linh và sự sống cho chúng con. Ngay khi giờ này, lời của Đức Chúa Trời sống động mạnh mẽ, và lời của Đức Chúa Trời dẫn dắt chúng con, cho chúng con thật sự nhận lãnh lời của Đức Chúa Trời và hành động theo lời của Đức Chúa Trời. Đức tin không có hành động thì đức tin chết. Bởi vậy chúng con cần lời của Đức Chúa Trời và có đức tin. Khi có đức tin, chúng con hành động. Và khi chúng con hành động, chắc chắn phép lạ sẽ xảy ra. Thánh Linh sẽ đồng hành, xác chứng lời công bố của chúng con rằng những dấu kỳ và phép lạ. Cảm ơn Chúa. Chúng con dâng thì giờ trong thể trong tay Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Alleluia. Chúng ta sẽ mở trong Matthew 19. Và đọc từ câu số 27 cho đến câu 30. Bây giờ Phêrô lên tiếng thưa rằng: Phần chúng con đã từ bỏ mọi sự để theo Thầy, chúng con sẽ được gì? Đức Chúa Giêsu phán cùng họ: Thật ta bảo với các con, trong kỳ tái tạo lại mọi sự, khi con người ngồi trên ngai vinh quang của Ngài, các con những kẻ theo ta cũng sẽ ngồi trên 12 ngai cai trị 12 bộ tộc Israel. Và ai từ bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, ruộng đất vì cớ dân ta sẽ được nhận gấp trăm lần hơn và thừa hưởng sự sống hạnh phúc. Nhưng nhiều người đang đứng đầu sẽ trở nên cuối, và những người cuối sẽ trở nên đầu. Cảm ơn Chúa. Chúng ta có đề tài đó là sống vì vương quốc của Chúa Trời. Hay là sống vì vương quốc thiên đàng. Amen. Amen. Vương quốc của Đức Chúa Trời hay là vương quốc thiên đàng. Trong một đoạn khác, trong Mát đoạn 10 câu 9 đến 31 thì Chúa cũng nói là ai từ bỏ tất cả, rồi anh chị em, cha mẹ, con cái, chồng vợ gì đó, rồi từ bỏ tất cả mà theo ta vì nước Đức Chúa Trời, vì lời của ta, thì ngay đời này nhận lãnh trong lòng hơn cả sự bất bớ, và đời sau thì hưởng được sự sống đời đời. Luca 18 từ câu 18 đến 30 cũng vậy, nói về vương quốc Đức Chúa Trời là vương quốc thiên đàng, mà ai sẵn sàng từ bỏ mà sống về vương quốc đó thì ngay đời này nhận lãnh trăm lần hơn, không, đời sau thì hưởng sự sống phúc. Đây có ba điều tôi muốn nói vào thánh buổi sáng hôm nay, đó là thứ nhất, đó là chịu khổ vì vương quốc thiên đàng. Thứ hai là sau khi chịu khổ chúng ta sẽ hưởng những cái phước lành từ vương quốc thiên đàng. Và thứ ba thì chúng ta cũng sẵn sàng chết là chết trong Chúa. Amen. Trong vương quốc của Chúa, khi đã bước vào vương quốc thì chúng ta sẵn sàng hy sinh vì vương quốc để chúng ta hưởng được sự sống đời đời. Không ai có thể cứu thay được. Amen. Cảm ơn Chúa. Phi-rơ ông nói rằng phần chúng con đã từ bỏ mọi sự để theo Thầy, chúng con sẽ được gì? Một câu chuyện nói về một người giàu có. Hỏi với Chúa rằng là làm thế nào để được sự sống đời đời? Thì Chúa nói là các ngươi phải làm theo những điều khác. Đó là gì? Hiếu kính cha mẹ, rồi
những cái điều răn phía sau, đó là nói về con người đối với nhau đó, là sáu điều răn con người đối với nhau. Thì người này nói rằng là: Thưa Chúa, tôi đã làm từ khi còn nhỏ. Và Chúa nói một điều nữa rằng là ngươi còn thiếu một điều, đó là bán hết gia tài của mình, chia cho kẻ nghèo, ngươi sẽ có của cải ở trên thiên đàng, rồi đến mà theo ta. Thì người đó rất là buồn và bỏ đi, không dám đi theo Chúa. Thì các môn đồ mới thấy rằng khi Chúa nói rằng là người giàu vào nước thiên đàng còn khó hơn là đã chui qua lỗ kim, quá mà. Thì Phi-rơ mới nói với Chúa rằng là: Chúa ơi, con bỏ tất cả mà theo Chúa, chúng con bỏ tất cả mà theo Chúa thì chúng con nhận được cái gì? Và Chúa nói rằng là: Các ngươi bỏ tất cả mà theo ta thì ngay đời này thì sao? Nhận lãnh trăm lần hơn. Rồi đời sau thì hưởng sự sống đời đời. Rồi đời sau thì các ngươi sẽ ngồi trên ngai cai trị 12 chi phái của Israel. Và sướng không ạ? Có nghĩa là cả đời này, cả đời sau thì rất là phước hạnh khi một người sẵn sàng sống vì vương quốc của Đức Chúa Trời. Amen. Có nhiều người thì muốn vào vương quốc của Đức Chúa Trời, nhưng mà vẫn muốn sống một đời sống thật sự vui mừng và sung sướng hưởng thụ, chứ không muốn chịu khổ. Đã thấy không? Cái người giàu có này nghe nói Chúa rằng hãy bán hết gia tài đi rồi chia cho kẻ nghèo và đến được theo ta, thì người giàu này không thể nào đi theo Chúa Giêsu. Và những người mà Chúa Giêsu kêu gọi, thứ nhất là các môn đồ, thì Chúa nói rằng là ai muốn theo ta thì cũng phải liều mình vác thành thập tự giá mình mà theo ta. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là con đường mà đi theo Chúa đầu tiên là con đường chịu khổ trước hết. Amen. Và Chúa Giêsu bắt đầu khởi sự giảng về những phước lành trong Ma-thi-ơ đoạn 5, thì chúng ta thấy rằng là Chúa nói rằng là phước cho những người bị bắt bớ, bị đánh đập, bị tù đày, bị chửi rủa, bị vì cớ ta, phải mà họ lấy tiền giữ nó luôn cho các ngươi, thì các ngươi hãy đức lòng mừng rỡ vì phần thưởng các ngươi trên trời là lớn lắm. Amen. Con đường đi theo Chúa Giêsu là con đường thập tự. Mỗi một đời sống của chúng ta ngày hôm nay có một thập tự mà chúng ta cần phải vác. Amen. Không ai vác hết cho chúng ta. Chúng ta nhớ câu chuyện về vác thập tự chưa? À, câu chuyện rất là vui. Ba người vác thập tự mà đi theo Chúa, và có hai người đó thì họ vác đi một thời gian dài như vậy, thì họ thấy thập tự của mình nó dài quá, thế rồi họ cắt bớt đi một khúc và vác đi thì thấy nó nhẹ hơn. Nhưng khi qua một cái con sông đó, thì cái người mà còn giữ nguyên cái thập tự của mình đó, thì họ gác thập tự họ đi qua bờ bên kia, còn mấy người cắt thập tự thì không thể đi qua bờ bên kia được, bị nó hụt mất rồi, không ghép lại được và không qua bên kia được. Thế như vậy là ba người, có một người đi qua bờ bên kia. Nên chúng ta cần phải biết rằng chúng ta có khả năng, chúng ta có sức lực, chúng ta có ý chí, và Chúa cũng nói với chúng ta rằng là sự thử thách thì nó không quá sức chúng ta chịu đựng được. À, đến cái giờ phút mà cuối cùng đó thì Ngài sẽ mở đường để chúng ta thoát ra khỏi cái sự thử thách đó. Nên sự thử thách nó không quá sức chúng ta đâu. Amen. Chúa ở cùng với chúng ta và Chúa sẽ giúp đỡ, ban sức nó cho chúng ta để chúng ta có thể phát thập tự một cách rất là sẵn sàng và vui mừng phát thập tự. Như các sứ đồ hồi thánh đầu tiên thì khi họ bị bóc bớ và bị đánh đập, họ đi ra khỏi rồi thì họ vui mừng vì cùng chịu khổ với Chúa Giêsu.
cùng chịu khổ với Chúa Giêsu, cùng bị đánh đập và bị mắng nhiếc chửi rủa với Chúa Giêsu, đó là phước lành. Amen. Nên đừng có ai từ bỏ điều này, đừng có ai chống trả những cái phước lành này, nhưng mà hãy sẵn sàng chấp nhận thì quý vị sẽ hưởng được phước rất lớn lao vô cùng. Amen. Ngày hôm nay thì cái sự bắt bớ thì nó được giảm đi rất là nhiều rồi. Mà nếu mà sự bắt bớ giảm đi rất là nhiều rồi, chúng ta nhớ là cái phước lành này nó cũng giảm đi cho chúng ta luôn đấy. Có vậy không? À, nhiều người rất là muốn được phước. Tôi nhớ lại một lần kia trong thời kỳ bắt bớ đó, có một vị giáo sĩ nhóm chung cùng với chúng tôi, mà khi nhóm chung mà đóng cửa rất là kín. À, thì khi nghe đóng cửa cộc 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 á, thì mọi người được, bắt đầu là rất là ồn ào, được giống như là có gì đó sợ hãi và tìm cách lẩn trốn cái chỗ khác hay sao. Vì giáo sĩ này ông nhìn qua nhìn lại, ông nhìn mọi người họ thấy đánh xáo trộn như vậy, rồi sau đó thì mở cửa ra thì nó phải là anh em của mình thăm viếng. Nhưng mà có một người muốn vào nhóm thì ông giáo sĩ nào cũng hỏi có chuyện gì mà thấy mọi người bối rối và thấy hình như lo sợ. À, thế là nói rằng là tưởng chừng là công an đến, thành ra mọi người như vậy đó. Ông cười, ông rất thích như vậy. Tôi rất là thích. Bởi vì ở bên kia, ở bên nước Mỹ không có điều đó xảy ra, nên tôi muốn qua đây để tôi kinh nghiệm được cái phước này. Nhưng mà mọi người ở Việt Nam thì lo sợ, không có thích cái phước này. Cảm ơn Chúa. Khi mà Đức Chúa Trời đem phước cho chúng ta, bởi vì Ngài là Đấng ở với chúng ta, Thánh Linh đang ở với chúng ta, thì Ngài ban cho chúng ta điều gì? Hãy cảm tạ Chúa mà nhận lãnh. Amen. À, Chúa nói rằng là ai từ bỏ nhà cửa, anh em chị em cha mẹ con cái ruộng đất vì cớ ta và lời ta, vì cớ ta và vương quốc thiên đàng, thì ngay đời đấy nhập lãnh trăm lần hơn. Chúa muốn nói cái điều là ai vì mà từ bỏ nhà cửa, anh em chị em cha mẹ con cái ruộng đất vì cớ ta và lời của ta, vì vỡ vương quốc của ta đó, đó là nói lên cái sự chịu khổ đó. Amen. Amen. Anh chị em có muốn từ bỏ của cha mẹ, anh chị em con cái đất rồi không? Amen. Chắc là không ai muốn đâu đúng không? Nhưng mà Chúa cho chúng ta, cái Chúa kêu gọi chúng ta. Amen. Từ bỏ thì chúng ta sẵn sàng từ bỏ. Amen. Bởi vì chúng ta ưu tiên hàng đầu cho Chúa của chúng ta. Amen. Khi Chúa kêu gọi chúng ta thì chúng ta được phước đấy. Thì Chúa kêu gọi chúng ta vào vương quốc thiên đàng, từ mà vương quốc có tâm đến vương quốc Satan, từ quyền lực của Satan đến với nước của Chúa Trời, từ con cái của ma quỷ trở thành con cái của Đức Chúa Trời, đó là một phước lớn vô cùng. Cái ngày kêu gọi là chúng ta sẵn sàng ưu tiên hàng đầu trong công việc kêu gọi của Chúa, bởi vì Ngài kêu gọi thì Ngài có chương trình hoạt động của Ngài rồi, Ngài có mục đích rồi. Là Ngài kêu gọi anh chị em, là Ngài muốn anh chị em làm một điều gì đó vinh quang vô cùng, lớn lao vô cùng. Nên các môn đồ của Chúa đầu tiên khi Ngài gọi hãy theo ta là họ bỏ thuyền, bỏ lưới, bỏ bằng thế, họ bỏ tất cả những công việc họ làm để đi theo Chúa không? Có phải rằng là họ đang đi chơi không? Không. Họ đang có việc, họ đang làm, họ đang chú tâm vào công việc của họ. Nhưng mà Ngài kêu gọi họ từ bỏ, họ đi. Và chắc chắn là khi họ từ bỏ, họ đi, thì họ bị bắt bớ rất là nhiều. Amen. Họ bắt bớ đó. Gia đình bắt bớ, giáo hội bắt bớ, cả chính quyền bắt bớ, bạn bè, mọi người đều có thể bắt bớ những người đi theo Chúa Giêsu. Amen. Nên chúng ta chấp nhận theo Chúa. Amen. Vì khi nó nói rằng là chúng con theo ai bây giờ? Bởi vì trong Chúa có sự sống đời đời.
trong Chúa có lời sự sống. Amen. Họ kinh nghiệm được cái sự giảng dạy của Chúa, họ kinh nghiệm được cái sự kêu gọi của Chúa. Những gì mà Chúa nói ra là thần linh và sự sống. Chỉ có Chúa mới là sự sống, chỉ có Chúa mới có lời sự sống. Amen. Và họ quyết định đi theo Chúa, và trọn đời họ là sẵn sàng vì Chúa, vì vương quốc của Chúa. Họ sẵn sàng mang thập tự giá mà theo Chúa, và sẵn sàng chết vì Chúa. Amen. Amen. Và chúng ta cảm ơn Chúa, tất cả mọi một chúng ta đều được sự kêu gọi của Chúa. Ngài biết trước, Ngài chọn lựa, Ngài kêu gọi chúng ta để chúng ta giống hình ảnh con Ngài, để con ấy trở thành con cả dưới vòng anh chị em. Con Roma 8 câu 29. Chúa kêu gọi chúng ta để chúng ta giống Chúa Giêsu. Mà nếu mà giống Chúa Giêsu là vô cùng tuyệt vời. Amen. Bởi vì giống Chúa Giêsu trở thành một cái người công chính trước mặt Đức Chúa Trời, là một người thánh của Đức Chúa Trời, trở thành giống Chúa Giêsu là trở thành một sứ đồ. Amen. Một tiên tri của Đức Chúa Trời, rao giảng phúc âm về nước của Đức Chúa Trời, và đầy dẫy quyền năng và phép lạ và thánh linh đồng hành. Amen. Những Roma đoạn 8 câu số 17 nói rằng là nếu chúng ta là con thì chúng ta sẽ sao hưởng được cơ nghiệp của Đức Chúa Trời và cơ nghiệp của Chúa Giêsu. Khi anh chị em chịu khổ cùng Ngài thì anh chị em cũng được vinh quang với Ngài. Amen. Khi chúng ta chịu khổ với Ngài thì chúng ta được vinh quang với Ngài, có nghĩa là chúng ta hãy làm việc như Chúa Giêsu đã làm. Mà khi chúng ta làm theo như Chúa Giêsu đã làm, đó là giảng phúc âm, đuổi quỷ, chữa lành bệnh tật, làm nhiều cách lạ, sống một đời sống thánh khiết trước mặt Đức Chúa Trời, thì chúng ta sẽ hưởng được vinh quang của Chúa. Amen. Chúng ta sẵn sàng chịu khổ với Chúa không? Sẵn sàng không? Các thập tự, thập tự giá không? Khi ở trong người sự sung sướng, không có gì bất bớt xảy ra, chúng ta vui không? Nhưng mà khi bất bớt xảy ra thì sao? Nhiều người ở tại Trung Quốc, nhiều người ở những cái nơi mà chống đối như là Ấn Độ, những nước của Hồi giáo, thì họ sẵn sàng bắt thập tự giá mà theo Chúa. Tôi nhớ lại khi tôi đi qua Indonesia và có một lời chứng của một chị em, một người Hồi giáo, Hội thánh của Chúa tại Indonesia, họ cầu nguyện rất nhiều và xin thánh linh của Chúa phán bảo dạy dỗ, mà những người nào mà Ngài chọn lựa, Ngài kéo họ đến với Chúa. Nếu mà Ngài không kéo đến thì không ai được đến gặp Ngài. Thì có một cái chị em đó, Chủ nhật, đến với nhà họ. Mà chị em đó nghe mục sư hãy cầu nguyện cho tôi tin Chúa, bởi vì thánh linh đến bảo với tôi trong giấc mơ là bảo tôi phải lấy nhà thờ và phải tin nhận Chúa Giêsu, và tôi bây giờ đã đến cầu nguyện cho tôi đã tin Chúa rồi. Chủ nhật nào cũng đi, chủ nhật nào cũng đi, sự chồng để ý không biết là sáng chủ nhật là vợ mình đi, không biết đi đâu. Khi mà để ý một thời gian như vậy thì anh chồng mới nói như vậy: bây giờ anh hỏi thật, mỗi sáng chủ nhật em đi đâu? Phải cho anh biết. Bởi vì đất nước Hồi giáo rất là kinh hoạt khi một người đi theo Chúa Giêsu mà bỏ đạo Hồi thì có thể bị giết, gia đình họ có thể giết, và không có luật pháp nào. Đó là nước của giáo hội, bởi vì quốc giáo là Hồi giáo. Nhưng mà cô ta nói rằng anh cũng nói thiệt với anh có muốn giết em thì cứ giết, em đã tin nhận Chúa Giêsu và cái lâu nay em đi thờ phượng Chúa. Khi cô mạnh dạn nói là như thì cái người chồng chủ nhật này anh cũng đi với em xem thử ra sao. Và cảm ơn Chúa, khi người vợ dắt người chồng nó vừa bước vào nhà thờ thì người chồng đó ngã quỵ ngay xuống cửa nhà thờ và khóc nức nở, và anh ta đã được thánh linh chạm đến và
tiếp nhận Chúa vào gia đình. Amen. Amen. Khi một người tin nhận Chúa Giêsu rồi, sẵn sàng lưu mình bắt thập tự giá mà theo Chúa. Amen. Mà nếu chúng ta có chết là chết trong Chúa, tốt hơn là chết ở ngoài đời. Amen. Mà chết thì chúng ta được nghỉ yên, mọi điều chúng ta không còn có cực nhọc mà phải làm việc nữa, về với cha thiên đàng để hồn nhiên với cha thiên đàng, điều đó nó tuyệt vời không? Biết bạn chị em có sợ chết không? Không có sợ không? Không không, chắc chắn không? Chắc chắn. Không sợ chết nha. Mà nếu mà không sợ chết rồi chúng ta chẳng sợ gì hết. Amen. Khi một người trở thành một người tốt chính, khi một người làm một điều tốt, sống một đời sống tốt, và cái quyền lực của tội lỗi đó tấn công chúng ta, nó có thể giết chết, và Chúa Giêsu cũng đã nói trước rồi. Cho nên rằng là người ta có thể giết chết chúng ta phần xác, nhưng mà không thể giết chết được phần hồn. Phần hồn và linh của chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời. Amen. Nên chúng ta cần phải sẵn sàng. Nếu cha mẹ từ bỏ thì chúng ta hãy để cho họ từ bỏ. Nếu mà vợ hay là chồng từ bỏ thì chúng ta cũng sẵn sàng. Amen. Và họ lấy hết của cải sẵn sàng, giống như những người trong Hebrew 11 nó là những anh hùng đức tin chúng ta nhớ mà. Nhiều người họ thật sự mới tin Chúa và họ bị giết, họ chưa nhận được cái gì hết, cái được gọi là nhận lấy bằng đức tin từ xa thôi, chưa nhận được cái gì hết, nhưng mà họ đã bị giết rồi. Và khi mà họ bị giết rồi, họ về thế nào thì cái phần thưởng rất là lớn. Amen. Bởi vì họ không nhận được cái gì ngay trên đời này cả, và họ đã nhận về đời đời. Amen. Và Đức Chúa Trời chúng ta là Đức Chúa Trời của sự công bằng. Tùy theo cái hy sinh của mình, tùy theo cái sự chịu khổ của mình, cái kiên trì của mình, mà Đức Chúa Trời sẽ tăng thưởng cho mỗi đời sống của chúng ta. Amen. Phải biết đi điều này. Và Chúa nói rằng là vì ai từ bỏ nhà cửa, anh chị em, cha mẹ, con cái, ruộng đất vì cớ danh ta sẽ được nhận phần gấp trăm lần hơn về thừa hưởng và thừa hưởng sự sống hạnh phúc, nhận lãnh trăm lần hơn. Khi chúng ta hy sinh mà chưa về bên kia thì chúng ta đã nhận lãnh ngay đời này trăm lần hơn. Amen. Quý vị có muốn nhận lãnh không? Muốn nhận lãnh thì sẵn sàng chịu khổ. Amen. Sẵn sàng chịu khổ. Bởi vì chúng ta biết rằng cái sự chịu khổ nó là vinh hiển vô cùng mà Chúa cho chúng ta trong Ti-mô-thê nhất đoạn 1 từ câu 4 câu 5 thì nó như thế này: cho nên chúng tôi hãnh diện về anh chị em trong các hội thánh của Đức Chúa Trời vì lòng kiên trì và đức tin của anh chị em trong mọi sự bắt bớ và hoạn nạn mà anh chị em đang chịu. Đó là bằng chứng về sự đón xét công minh của Đức Chúa Trời để anh chị em được coi như là xứng đáng với nước của Đức Chúa Trời, chính vì nước đó mà anh chị em chịu khổ. Đức Chúa Trời sẽ xét đón một cách công minh cho anh chị em để anh chị em xứng đáng vì vương quốc của Đức Chúa Trời và vì vương quốc đó mà anh chị em chịu khổ. Amen. Như vậy thì khi chúng ta chịu khổ, chúng ta có đức tin ở Đức Chúa Trời, chúng ta kiên nhẫn trong cái sự chịu khổ đó, vì bất bớ đó, chúng ta không chống trả, giống như Chúa Giêsu của chúng ta, Ngài được dắt đến như chiên, dắt đến hàng lòng thì Ngài không mở miệng như chiên cống trước mặt kẻ hơn lòng. Ngài không nói chuyện, Ngài không mở miệng, Ngài không làm bằng bóng rắc gì hết. Amen. Và đời sống của chúng ta phải giống Chúa như vậy. Và khi chúng ta đức tin kiên trì trong sự chịu khổ đó thì chúng ta xứng đáng là vương quốc của Đức Chúa Trời. Và đây là một cái sự đón xét công minh của Đức Chúa Trời. Ngài cho phép xảy ra để Ngài xem chúng ta sẽ cư xử như thế nào ở trong khi chúng ta chịu khổ. Amen. Và chúng ta biết rằng là Đức Chúa Trời đang ở với chúng ta, Thánh Linh đang lãnh đạo đời sống của chúng ta, thì chúng ta cũng sẵn sàng bởi đức tin mà chịu khổ. Biết bao nhiêu tiên tri, biết bao nhiêu người của Đức Chúa Trời trước chúng ta, họ cũng đã chịu khổ với chúng ta rồi. Amen. Nhưng bây giờ chúng ta hãy sẵn sàng chịu khổ, và chúng ta biết được rằng Chúa là đấng đón xét khi chúng ta chịu khổ, để chúng ta xứng đáng ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Amen. Amen.
Nếu chúng ta chịu khổ rồi thì chúng ta xứng đáng trong vương quốc ấy, vì vương quốc mà chúng ta chịu khổ. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúng ta cũng nói những cái sự bất vơ em dịu mà chúng ta không thấy được đó. Đúng không ạ? Ngày hôm nay nhiều lúc rồi công việc nó bất vơ chúng ta không biết. Phải vậy không? Nó cứ tấn công mà làm cho chúng ta cứ làm. Giống như Chúa nói rằng là như kẻ quen làm. Quen làm rồi, nó quen rồi, nó bị trói buộc rồi. Và chúng ta quá ít thời giờ để cho Chúa, quá ít thời giờ để cầu, quá ít thời giờ để mà rao giảng phúc âm. Không còn thời giờ nữa. Tiền bạc của cải mọi thứ nó có thể che lấp chúng ta, lấn chúng ta, và tâm linh chúng ta nó bị teo lại và còn nhỏ xíu. Đó là một cái sự bắt bớ một cách êm dịu mà chúng ta nghĩ rằng là không phải bắt bớ đâu. Nhưng mà nó lắng xong mà nó dần dần mà chúng ta trở nên nghẹt ngòi và không còn tự do trong thánh linh của Đức Chúa Trời để thấy được rằng là chức vụ của chúng ta là chức vụ đại sứ của Đức Chúa Trời. Amen. Một chức vụ đại sứ của Đức Chúa Trời. Ngài kêu gọi chúng ta không phải vào trong nước Đức Chúa Trời để chúng ta làm ăn, để mà tích lũy của cải dưới đất này, để rồi khi chúng ta cất lên thì chúng ta bỏ hết mọi thứ. Không phải như vậy. Nên Ngài muốn đời sống của chúng ta hãy bước vào trong chức vụ. Amen. Hãy giảng phúc âm. Hãy gì nữa? Chữa lành, đuổi quỷ. Mà nếu chúng ta giảng phúc âm, chữa lành và đuổi quỷ, tôi tin chắc rằng là quý vị luôn luôn bị bắt bớ. Trong Ác đoạn 10 thì từ câu 9 đến 30 nói rằng là vì cớ ta mà từ bỏ thì sao? Thế nhân lãnh trăm lần hơn cả sự bắt bớ và đời sau thì hưởng được sự sống đời đời. Tại sao vậy? Khi chúng ta chịu khổ thì chúng ta nhận lại trăm lần hơn. Tôi đọc câu kinh thánh này tôi nói Chúa ơi, sao cái câu kinh thánh nó hơi kỳ? Thì con đã chịu khổ rồi thì bây giờ Chúa cho con lại trăm lần hơn để con hưởng chứ, để con thụ hưởng chứ. Bây giờ hồi trước chiếc xe đạp lật cặp, bây giờ có xe máy, xe ga, xe hơi rồi, bây giờ để con hưởng chứ sao bây giờ. Nó kèm theo cái câu chính giữa là cả sự bắt bớ, bắt bớ con vô tù làm sao con hưởng được. Con nói Chúa, Thánh Linh ơi, sao chỗ này con khó hiểu quá. Và Thánh Linh nói là nếu con không giảng, nếu con không chữa lành cho người khác, nếu con không đuổi quỷ, nếu con không làm công việc của Đức Chúa Trời thì không có sự bắt bớ. Nhưng mà nếu con hành động, con tiếp tục làm, tiếp tục giảng thì con sẽ bị bắt bớ. Amen. Và bắt bớ nó làm cho con tỉnh thức và con không có ngủ, con không bỏ chức vụ. Amen. Chức vụ của con là giảng phúc âm, chữa lành, đuổi quỷ, làm mọi điều lành cho đem cái sự cứu rỗi cho đồng bào của mình. Và chức vụ này chúng ta phải tiếp tục gia tăng mỗi ngày càng thêm lên chứ không phải hạ xuống. Amen. Phải như vậy thì ngày hôm nay chúng ta còn sống, Chúa cho chúng ta nhận lãnh lại trăm lần hơn. Amen. Quý vị có thấy rằng là những gì quý vị đã hy sinh một lần thì bây giờ nhận lãnh trăm lần hơn không? Ngày trước thì tôi chú kêu gọi, tôi đi đăng xe ôm thì chú kêu gọi, bắt đầu tôi bỏ xe ôm. Đó là còn biết không? Bây giờ con sẵn sàng tốt cài sải bò giống như ABC đi theo chủ luật. Hồi đó mỗi ngày tôi đi xe ôm thì 30 ngàn đến 50 ngàn một ngày, tháng thì khoảng 1.500.000 gì đó. Và khi chú kêu gọi 3 ngày lên bến xe không ai hỏi hàng gì hết, nên con biết rồi, đi. Và khi đi như vậy á, thì tôi không hiểu, tôi nghĩ rằng là mình theo sự kêu gọi của Chúa và đi theo Chúa, mình dâng cuộc đời của mình theo Chúa thôi. Và qua khi mình dâng cuộc đời của mình đi theo Chúa đó, thì Chúa bắt đầu thành lập hội thánh, Chúa cứu người này và chữa lành người này, giải cứu người kia rất là nhiều mà tôi đã làm. Nhưng mà bữa thứ sáu vừa rồi thì khi kia đang cầu nguyện thì Chúa cho tôi hiểu được rằng là khi con bắt đầu không làm công việc của con mà con đi theo Chúa đó, có nghĩa là con đã dâng hiến mỗi tháng 1.000.000 hay là 1.500.000 của con rồi. Ông chị em hiểu không? Tức là mỗi tháng mình làm cỡ 1.000.000 đến 1.500.000 gì đâu. Hay bây giờ
quý vị mỗi mỗi ngày 300 ngàn thì mỗi tháng quý vị sẽ 10 triệu đúng không? Tới ngày hôm nay. Mà nếu mà dân mình hầu về Chúa không làm nó nữa thì mình đã dâng 10 triệu luôn á. Mỗi tháng 10 triệu cho Chúa đúng không? Có phải vậy không? Mà nếu mà mình dâng 10 triệu cho Chúa mà mình nhân lên Chúa sẽ cho lại 100 lần thì chúng ta nghĩ sao? Quá nhiều đúng không? Quá nhiều. Thì như vậy thì Chúa nói rằng là hãy bán của cả đi mà ban phát cho cả nghèo thì các ngươi sẽ có của báo trên trời. Trong Luca đoạn 12 cũng nói về cái người giàu có kia đó. Phải không ạ? Muốn khoái lạc và muốn chỉ thân xác của mình mà thôi, xác thịt mà thôi. Nhưng mà Chúa nói là đêm nay bên đồng ngươi sẽ bị đòi lại thì các của cả các ngươi để lại cho ai? Và các ông đồ hỏi Chúa thì Chúa nói là hỡi bề nhỏ đừng sợ chi, vì cha các con đã bằng lòng bạc nước thiên đàng cho các con rồi, thì hãy bán của cải mình ban phát cho đại nghèo thì các con sẽ có của báo ở thiên đàng, là nơi không có mối một kẻ trộm được phép, nơi đó có lời được. Amen. Amen. Như vậy khi chúng ta có cái của báo ở trên thiên đàng rồi thì sao? Ở đất cũng như ở trời. Mà nếu chúng ta có tài khoản ở trên thiên đàng rồi, cái hàng triệu 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 đô la chẳng hạn, rồi ở dưới đất là chúng ta có thể rút để chúng ta xài được không? Được không? Được. Anh chị em đã nhiều, anh chị em làm điều lành, anh chị em dâng hiến mỗi Chúa Nhật, anh chị em dâng một phần mười, anh chị em dâng đủ mọi cách dâng hết đó, giúp đỡ cho kẻ nghèo mà rất là nhiều điều mà chúng ta có thể làm để thấy cho rằng thì chúng ta cắt của cải trên đời. Amen. Mà cắt của cải trên đời thì dưới đất này chúng ta vẫn rút được, bởi vì Chúa nói là Chúa sẽ ban cho chúng ta ngay trên đời này trăm lần hơn mà. Amen. Tôi nhắc lại là vương quốc của thiên đàng. Một em nhỏ năm có bánh và hai con cái. Amen. Sẽ nuôi cả đoàn dân đồng. Đó là luật lệ thiên đàng. Amen. Một chút bột chút dầu của người đồng bảo quát Sarepta sẽ nuôi Eli và hai mẹ con bà suốt mấy năm đó kia. Một chút ăn mà chết á, nhưng mà dâng lên cho Chúa thì sao? Dâng cho con tới Chúa thì sao? Suốt mấy năm không đói, đầy đủ như vậy. Một chiếc thuyền có phi rơ Chúa mượn, Chúa giảng xong rồi Chúa nói thả lưới bên ngưỡng thuyền thì sao? Hai thuyền đầy cá ăn ấy. Đó là luật của thiên đàng. Khi chúng ta bỏ một, Chúa cho lại trăm lần. Và nếu chúng ta còn sống thì chúng ta xài. Amen. Bởi đức tin chúng ta công bố. Tôi thấy mỗi tháng tôi dâng cho Chúa cái tiền mà tôi làm bên ngoài tôi không làm, mà tôi làm bên trong Chúa thì mỗi tháng Chúa sẽ tính hết, tính hết, và tôi có của báo trên đời rất là nhiều. Nên suốt 30 năm nay gia đình của chúng tôi sống bằng phép lạ, bằng cái tiền lãi mà Chúa ban cho. Amen. Amen. Phải vậy không? Bởi vì tôi rút tiền lãi đó tôi xài. Amen. Hết tiền tôi nói nhân danh Chúa Giêsu Christ, tài chính phạt tài khoản của con trong danh Chúa Giêsu Christ, Chúa xác chứng lời đó và tiền nó sẽ đến trong tài khoản của mình. Amen. Mà nếu chúng ta không có tài khoản trên thiên đàng thì chúng ta nhân danh Chúa Giêsu công bố là tiền vào tài khoản nó có vào không? Phải không? Đâu có tiền đâu phải. Nếu chúng ta không dâng là chúng ta thiệt thòi vô cùng luôn. Amen. Nên nó là luật của thiên đàng. Và tôi thấy tại sao là tôi có thể rất là tự do và không còn lo lắng về ngày mai ăn nhiều gì làm gì cả. Và hãy tiền tôi nhân danh Chúa Giêsu công bố tiền nó vào thì nó rất là nó lạ thường như vậy. Có nhiều lúc hết rồi không còn nữa mà công bố tiền nó vào, bởi vì sao? Mình có tài khoản tại thiên đàng, ở đất cũng như ở trời. Nếu mà chúng ta có tài khoản ở bên Mỹ thì mình qua bên Mỹ còn muốn rút xài bình thường. Amen. Bởi vì bây giờ tài khoản nó còn thế giới luôn á. Nên chúng ta có tài khoản ở đâu chúng ta rút đó, chúng ta có tài khoản thiên đàng ở dưới đất này chúng ta còn rút xài được, bởi sự công bố của chúng ta. Khi chúng ta công bố thì sự chữa lành nó sẽ đến. Khi công bố tuổi quỷ thì quỷ nó phải chạy. Amen. Khi chúng ta công bố gió yên sóng phải lặng thì gió phải yên sóng
ta là amen. Chúng ta phải công bố. Chúng ta công bố một người sống là người tốt thì người đó sẽ trở thành người tốt. Amen. Chúa sẽ sắp chứng cho chúng ta biết bao nhiêu điều, bởi vì chúng ta dâng cả cuộc đời của mình và dâng những gì chúng ta có cho Đức Chúa Trời. Amen. Chúng ta cho một đứa nhỏ uống miếng nước lạnh thì sao? Có mất phần thưởng không? Có đeo phần mười. Nếu chúng ta tiếp đãi một tiên tri, vì người đó là một tiên tri, chúng ta nhận phần thưởng một tiên tri. Chúng ta tiếp đãi sứ đồ, nhận phần thưởng của sứ đồ. Amen. Chúng ta tiếp đãi tín đồ thì nhận phần thưởng của tín đồ. Amen. Nhưng mà phần thưởng thì trăm lần hơn. Amen. Mỗi một thì nhận ảnh là trăm lần hơn. Nếu chúng ta biết một mục sư thì sao? Thì sẽ hưởng phần thưởng của mục sư chứ sao? Amen. Chúng ta đi ăn cần tiếp khách. Amen. Đó là cơ hội để chúng ta gieo ra. Amen. Chúng ta sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chịu khổ với Chúa, sẵn sàng gieo ra. Amen. Trong những lúc mà chúng ta khổ đó, chúng ta gieo ra thì chúng ta sẽ nhận lãnh trăm lần hơn. Amen. Cả sự gấp vỡ và đời sau thì hưởng được sự sống đời đời. Chúng ta biết rằng là nói về hưởng được sự sống đời đời thì nói về cái gì đây? Nói về thiên đàng. Nói về thiên đàng ở trên kia đó. Amen. Amen. À, và chúng ta sẽ vào trong khải quyền thì chúng ta sẽ thấy được những cái điều mà Chúa muốn cho chúng ta thấy ở đây. Câu 14 câu số 13 rồi tôi nghe trên trời có tiếng phán, con hãy biết từ nay trở đi phước cho những người chết là chết trong Chúa. Thánh Linh phán phải như vậy để họ nghỉ ngơi không còn lao khổ nữa, vì công khó họ sẽ theo họ. Thánh Linh phán phải như vậy để họ nghỉ ngơi không còn lao khổ nữa, vì công khó họ sẽ thành. Sứ đồ Phi-rơ ông chết thì ông không muốn chết giống như Chúa, nhưng mà ông chết Chúa hơn, đó là đóng đinh mà quay đầu xuống dưới chứ không phải đóng đinh như Chúa Giê-xu. Ông nói ông không xứng đáng để chết giống như Chúa Giê-xu. Và sứ đồ của Phaolô thì chết để bị chiến đạo, và phước cho những người chết đã chết trong Chúa. Amen. Chúng ta được kêu gọi bởi Chúa, chúng ta sẵn sàng chịu khổ bởi Chúa, chúng ta đã nhận lãnh mọi phúc lành bởi Chúa, và chúng ta cũng sẵn sàng chết bởi Chúa. Có nghĩa là khi chúng ta chết trong Chúa, có nghĩa là trọn đời sống của chúng ta là thuộc về Chúa hoàn toàn. Sống là sống cho Chúa, mà chết là chết trong Chúa. Amen. Amen. Như vậy là một phước lành. Amen. Amen. À, nếu mà chết ngoài Chúa thì sao? Thì chúng ta biết đó là hình phạt, đau khổ rồi. Nhưng mà chúng ta chết trong Chúa là phước lành. Thánh Linh phán từ nay về sau họ sẽ được yên nghỉ, không à? À, không còn lao khổ nữa, vì công khó họ sẽ theo. Không còn lao khổ nữa có nghĩa là cái xác nó chết rồi thì không còn làm việc phải khổ sở trên đời này nữa. Amen. Và tất cả những gì của họ cũng theo với họ luôn. Bụi tro trở về với bụi tro, và tất cả những gì công khó của họ cũng theo họ luôn. Khi chết chúng ta có đem thêm cái gì được không? Không. Thêm xác luôn chẳng được gì. Tài sản, vàng bạc, mọi thứ, những gì chúng ta có khi ở trên đất này, bụi tro trở về bụi tro thì người ấy cũng không đem theo được cái gì cả. Amen. Amen. Nên chúng ta cần phải hiểu được điều này. Nhưng mà điều mà họ có thể có đó, Chúa nói rằng là đời sau hưởng được sự sống đời đời. Amen. Đời sau hưởng sự sống đời đời. Và Chúa nói rằng là Chúa có những phần thưởng trong đời sống của họ.
những gì họ làm trên đất này thì có của báo ở trên trời. Những gì họ làm trên đất này được ghi sổ ở trên trời. Có một cái cuốn sổ ở trên trời được ghi chép. Ngài có cuốn phim để ghi lại tất cả những gì chúng ta sống ngay đời này mà chúng ta đã hy sinh với Chúa như thế này. Và Chúa là thần tín, ngay đời này Chúa ban phước cho chúng ta trăm lần hơn, và đời sau thì hưởng được sự sống đời đời. Chúng ta khi qua đời, chúng ta hưởng sự sống đời đời ở trên trời, và tất cả những phần thưởng mà Đức Chúa Trời dành cho chúng ta ở trên trời rất là lớn lao vô cùng. Và những cái gì mà chúng ta có như đất này cũng theo cái xác đó mà thôi, cũng chẳng nhận lãnh được cái gì. Nó tro bụi, nó là tro bụi, là hư không, là trở về có hư không mà thôi. Amen. À, và những cái điều mà chúng ta còn lại đó thì nó không thể nào sánh bằng những gì mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta tại vương quốc thiên đàng trên trời. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúng ta sống là sống cho Chúa, chết là chết trong Chúa. Amen. Sống là sẵn sàng chịu khổ. Mà nếu chúng ta sẵn sàng chịu khổ, chúng ta trung thành với Chúa, chúng ta trung tín những công việc của nhau cho chúng ta làm, thì ngay giờ này chúng ta sẽ nhận lãnh được trăm lần hơn cả sự gấp bớt nữa. Amen. Và tiếp tục ở trong sự gấp bớt. Còn nghĩa là Chúa muốn thêm phước cho chúng ta nữa. Đã chịu khổ, đã được phước rồi, bây giờ nhận lãnh trăm lần hơn và tiếp tục chịu khổ tiếp, tiếp tục bị bóp bớt nó để được phước thêm lên nữa. Bởi vì trong Chúa là phước lành, và phước lành, và phước lành. Chúa muốn ban phước cho chúng ta, và chúng ta có thật sự chấp nhận chịu đựng để nhận lãnh phước lành đó, để xứng đáng là chúng ta là người ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời, và sẵn sàng vì vương quốc ấy mà chịu khổ hay không. Amen. Amen. Chúng ta không phải vì vương quốc thế gian này mà chịu khổ, nhưng mà chúng ta hãy vì vương quốc thiên đàng mà chịu khổ. Amen. Nếu Ngài ban cho chúng ta chịu khổ, hãy chịu khổ vì vương quốc của Chúa, hãy sẵn sàng vì vương quốc của Đức Chúa Trời. Hãy tập trung tư tưởng của chúng ta, tập trung tâm trí của chúng ta, tâm linh, linh hồn và thân thể chúng ta hướng về vương quốc của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu đến, Ngài đem vương quốc của Ngài đến rồi. Ngài nói là hãy ăn năn vì nước thiên đàng đã đến rồi. Hãy ăn năn vì nước thiên đàng đã đến rồi. Nước thiên đàng không phải ở chỗ này, ở chỗ kia, nhưng mà nước thiên đàng ở trong lòng của Ngài. Amen. Khi chúng ta nhận Chúa Giêsu là cứu Chúa của chúng ta thì thiên đàng đã vào trong đời sống của chúng ta rồi. Khi Thánh Linh Ngài ngự trong chúng ta thì thiên đàng đã ở trong đời sống của chúng ta rồi. Và thiên đàng đó là đối quỷ, là chữa lành mọi bệnh tật, là bình an, là công chính, là vui vẻ trong Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Đó là thiên đàng mà chúng ta kinh nghiệm ngay ngày hôm nay. Amen. Chúng ta có thiên đàng ngay trên đất, và chúng ta có thiên đàng đời đời ở trên trời. Khi sống là thiên đàng trên đất, và khi chết là thiên đàng đời đời ở trên trời. Thì như vậy, khi chúng ta sống, khi chúng ta chết, tất cả chúng ta đều ở trong thiên đàng của Chúa, dưới sự lãnh đạo của Chúa. Nên hãy chú tâm vào vương quốc thiên đàng, hãy sẵn sàng vì vương quốc thiên đàng mà chịu khổ, sẵn sàng vì vương quốc thiên đàng mà chịu chết. Amen. Và chúng ta sẽ hưởng được tất cả những gì ngay cả đời này và cả đời sau trong vương quốc thiên đàng. Và vương quốc thiên đàng sẽ đầy đủ đáp ứng cho chúng ta tất cả mọi nhu cầu, giải quyết tất cả mọi năng đề, bệnh tật khó khăn bỏ đứa, vương quốc thiên đàng sẽ giải quyết cho chúng ta. Amen. 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 Chúng ta đứng đây.